Chào mọi người, sẵn khuya nay thì em lên cho mọi người đeo Latitude 7390. Cái đây là 7390 bản đặc biệt i7 Gen 8 nha mọi người. RAM 16GB. Mà đây là cái bản màn hình cảm ứng. Rất là nhiều người là thích cái màn hình cảm ứng. Cũng tùy cái người người thích người không thích, và mỗi cái bản thì nó cái kiểu máy nó cũng khác nhau. Cùng là đeo Latitude 7390 nhưng nó sẽ khác nhau rất là nhiều. À, bây giờ là mình view cái con này là cái con có cảm ứng nha mọi người. Còn những cái bài view nào mình nói có cảm ứng thì mới có cảm ứng, còn những bài view nào mình không có nói tới cảm ứng thì nó không có. Nào mọi người lưu ý, cho nên là xem kỹ bài view của mình ha. Đây á, là cái góc nó có bị mòn, cái nhung phủ lên đó mọi người, hơi mòn ra cái sơn đen nè. Đây là vỏ nhôm. Vỏ nhôm nhưng mà hả phủ nhung á mọi người, giống như là 7390 thì mình nói nhiều về cái này. Cái này thì nó có trầy xước nhẹ nhẹ lông mèo chỗ này thôi, nhìn chung nó rất là sạch sẽ. Trên cái dòng á mà 7390 mà có cảm ứng á thì cái kiểu máy nó cũng khác. Thứ nhất là sạc là nó là sạc Type C, có ngõ kết nối Type C luôn, USB HDMI đó, và phím có led ha. Đây đây mọi người, phím còn rất là đẹp, khá đẹp ha. i7 thế hệ 8. Thế vậy nhưng cầm hai cái máy lên là nó khác nhau mọi người ha. Nó khác nhau. Cùng là 7390, cùng là Nhật về luôn nhưng mà nó khác nhau. Đây là màn hình cảm ứng nè mọi người nè, cảm ứng. Đây. Cấu hình nó là 7390 2 in 1, 2 trong 1 đó mọi người ha. Nó khác với lại Dell Latitude 7390 trơn. i7 8650U. À, cũng 8 CPU nè, RAM 16GB, và con này đã chạy SSD zin nguyên bản của nó là 256GB. Để mình mở SSD cho mọi người xem. Đây, zin nguyên bản từ Nhật về nha. Màn hình là đẹp, cảm ứng đẹp, không có bị bầm đóm hay gì hết mọi người, vẫn là full viền. Nghe nè, vẫn là nó cái khi mà cảm ứng thì màn hình nó trơn á mọi người. Cho nên nó hiển thị thì vẫn là full viền giống như cái kia vậy thôi, không khác gì hết ha. Đó, dành cho ai mà thích dòng 7390 hay trong một thì con này là quá ok. Còn có phím LED nữa. Máy là hoạt động hoàn hảo ha, mình quay rõ cái góc cho mọi người xem. Đây. Các ngõ kết nối. Máy vẫn là nhẹ gọn mọi người ha. Mình báo giá mọi người. Pin thì cực khủng nha mọi người. Pin này là chắc xài 4 giờ không hết pin luôn á, pin rất là khủng luôn. Bên là còn giống như là dường như mới vậy á. Máy rất là đã, không có lỗi lầm gì hết. À, kèm sạc Type C. Và mình báo giá mọi người là 8 triệu 7 ha. Đó, ai chốt thì inbox mình. Đây là bản 7390 có cảm ứng. 7390 2 trong 1. Mình có cái dòng mà 7390 trơn á mọi người, không có màn cảm ứng á, thì giá nó thấp hơn một chút xíu thôi. Cho nên đó là mọi người khi mà mọi người mua thì mọi người cân nhắc ha, ví dụ như hai trong một nó khác, chứ đừng có nhìn cái video mà 7390 trơn rồi coi cái video này rồi bị nhầm lẫn giữa hai cái đời, hai đều cùng đời máy nhưng nhầm lẫn là cứ mua cái kia về là tưởng có cảm ứng, không có nha mọi người, nó khác nhau ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người, mình là bao dinh nguyên 100%, không có sửa chữa gì hết. Mọi người yên tâm, máy nhà mình về rất là nhiều. Để cho những cái khách mà chưa biết vô kênh của mình, có nhiều người không có tin tưởng, nhà mình đó là nhập hàng rất là nhiều, uy tín 10 năm, mọi người có thể check số điện thoại của mình ha, rồi ngay cả số tài khoản luôn á, mọi thứ mọi người đều đều check hết rõ ràng đâu đó ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì cọc mình 1 triệu, mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó mà máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.